một trong những giải đấu ấn tượng và sôi động vào những ngày đầu của tháng 8, đã khiến giới mộ điệu không thể quên được những hình ảnh diễn ra tại BRG Đà Nẵng Golf Resort. Đó chính là giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022. Và càng ấn tượng hơn bởi chiến binh nhỏ bé của làng golf Việt, đó chính là Nguyễn Hữu Quyết. Nguyễn Hữu Quyết giành được tấm vé tham dự BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 nhờ việc đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng tiền thưởng của VJ Tour. Ở mọi giải đấu như FLC Việt Nam Master 2020, Leisure Challenge 2022, giải vô địch quốc gia 2022, golfer sinh năm 1988 đều thi đấu với một phong độ rất ổn định và thường xuyên kết thúc trong top 10. Chính vì vậy, anh được kỳ vọng sẽ là một trong số những golfer Việt Nam tạo nên bất ngờ tại BRG Đà Nẵng Golf Resort. Theo như lối đánh của mình thì một lối đánh cũng là lối đánh phòng thủ. Nên hai nữa là mình có may mắn hơn là có thể mình nhỏ bé nên có thể là shot game của mình sẽ khéo hơn mọi người một chút. Thì đấy là cái may mắn để mình có thể có những thứ hạng tốt ở trong những giải đấu. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Hữu Quyết khởi đầu đầy chắc chắn khi kết thúc round 9 với 9 điểm par liên tiếp. Thế nhưng, với việc mắc 2 double bogey cùng 1 bogey và chỉ có được 1 birdie ở 9 hồ sau, đã khiến golfer của Việt Nam kết thúc 18 hồ đấu đầu tiên với thành tích 76 gậy. Mặc dù vậy, bước sang ngày thi đấu thứ hai, những sai lầm trước đó đã được Nguyễn Hữu Quyết khắc phục một cách triệt để. Dù mắc 2 bogey ở hố 7 và 12, nhưng những điểm birdie trước đó ở hố 3 và 8 đã giúp Nguyễn Hữu Quyết hoàn thành vòng đấu với 72 gậy, qua đó đạt tổng điểm xương 4 sau 36 hố đấu tại BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022. Kết quả này giúp anh xếp ở vị trí thứ 35 sau khi các nhóm đấu buổi sáng kết thúc. Với điểm cắt loại của giải đấu ở mốc điểm dương 6, Nguyễn Hữu Quyết đã trở thành golfer chuyên nghiệp Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết của BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022. Phong độ ổn định thì mình nghĩ là phần lớn là cũng do mình kiểu tập luyện nhiều ấy. Mình là một người cũng rất là chăm để tập luyện. Những lúc thời gian rảnh thì mình tập rất là nhiều. Và có thể mình nghĩ là do mình khéo về shot game một chút nên có cơ hội có thể đến xếp hạng ở trong top 10 được. Với dáng người nhỏ bé, việc vượt qua cắt loại của BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2022 có thể coi là thành công khi Nguyễn Hữu Quyết phải thi đấu với rất nhiều tay gôn đầy tài năng trên thế giới. Không tính tới kết quả, việc tham dự một sự kiện thuộc tầm cỡ Asian Development Tour đã mang tới rất nhiều trải nghiệm thú vị cho golfer của Việt Nam nói chung và Nguyễn Hữu Quyết nói riêng. Giải đấu này thì là một giải đấu khá là khó khăn với các golfer Việt Nam mình, tại vì đã hội tụ ở đây rất nhiều golfer nước ngoài rất là có tên tuổi rồi và họ đang là những người đang thi đấu, gần như là đang thi đấu, còn với những anh em làm chuyên nghiệp ở Việt Nam thì vẫn đang là tập trung vào đi giảng dạy nhiều hơn nên việc đánh thì nó cũng sẽ vất vả hơn. Trong cộng đồng golf, mọi người đều gọi Nguyễn Hữu Quyết với cái tên thân mật, đó là Quyết Khổng Lồ. Có lẽ nghĩa của từ khổng lồ một phần là vì sự hài hước và thân mật với vóc dáng nhỏ bé của anh. Còn một phần của từ khổng lồ đó chính là những thành tích mà anh đã đạt được. Dường như đối với Nguyễn Hữu Quyết, sinh ra là để chơi golf, sinh ra là để thi đấu. Ít ai nghĩ được rằng cậu bé tí hon ngày nào lại có thể làm được những điều lớn lao đến thế. Những kinh nghiệm để mình tham gia những cái giải đấu như thế này thì mình được giao lưu, gặp gỡ rất nhiều những người anh và những người em có thể đang những người anh đang làm golf ấy và chơi golf rất là hay thì mình được học hỏi về những cách phong cách tập luyện và cách chơi và game chơi của từng người. Thì mình cũng phải học hỏi để cải thiện mình bản thân mình hơn. Bắt đầu biết đến golf từ năm 2009. Anh được một người thầy dìu dắt từng bước. Năm 2017,
Nguyễn Hữu Quyết làm mưa làm gió tại FLC Việt Nam Master với vị trí thứ 3. Đây cũng là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà anh tham gia. Cũng trong năm nay, không phụ công ơn của thầy và những người anh em trong cộng đồng gôn, anh xuất sắc có được chức vô địch tại giải đối kháng chuyên nghiệp quốc gia với chiến thắng kịch tính 1-up trước nhà vô địch đối kháng quốc gia 2017 Lê Hữu Giang. Năm 2017 là một năm vô cùng thành công và từ đây cái tên Nguyễn Hữu Quyết trở nên phổ biến trong cộng đồng gôn chuyên nghiệp nói riêng và cộng đồng gôn Việt Nam nói chung. Giải đấu đầu tiên năm 2017 mình thi đấu giải chuyên nghiệp đầu tiên và lúc đấy mình cũng không tự tin lắm, nhưng mà mình đã được sự động viên của người thầy của mình thì rất là may mắn. Đấy là mình đã trong thời gian mà mình chuẩn bị tập luyện cho giải đấu thì mình đã được thi đấu ở sân đấy rất là nhiều. Lúc mới tham gia vào thi đấu chuyên nghiệp thì có rất nhiều khó khăn, và đặc biệt là về kinh tế. Mình không có nhiều kinh phí để có thể tập luyện và thi đấu tập ở các sân gôn khác nhiều, thì đấy là một cái rất là khó khăn. Mình được chơi gôn thì mình được tiếp xúc với rất nhiều người, những người rất là thành công và những người anh và người chú đã chia sẻ cho mình rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Chắc là nói mà không có góp thì chắc là không có mình ngày hôm nay. Tại vì gôn mang lại cho mình rất là nhiều thứ, từ kinh tế cho đến các mối quan hệ anh em, và giúp đỡ cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Người ta có câu, nhỏ nhưng mà có võ. Quả thực câu nói này rất phù hợp với Nguyễn Hữu Quyết. Tuy nhỏ bé nhưng ý chí quyết tâm cao. Nhất là trong thời đại gôn Việt đang ngày càng phát triển, thế hệ kế tiếp ngày càng tài năng. Và đó chính là nguồn động lực cho Nguyễn Hữu Quyết không ngừng học hỏi, không ngừng trau dồi và rèn luyện để làm mới mình và nâng cao giá trị bản thân, nuôi dưỡng niềm đam mê thi đấu. Gôn Việt Nam bây giờ thì đang phát triển rất là mạnh, nhưng mà đặc biệt là sự phát triển của các thế hệ đằng sau đánh rất là hay, và đấy là những cơ hội để cho gôn Việt Nam phát triển hơn. Mình chỉ có phải là học tập nhiều hơn nữa và trau dồi kiến thức và chăm chỉ tập luyện hơn để có thể bắt kịp được với các em đằng sau. Với sự nghiệp gôn thì mình vẫn là một người thích đánh giải, nên mình mong muốn là ở Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu hơn nữa cho anh em chuyên nghiệp. Tập luyện chăm chỉ để có được những thành công trong thi đấu như ngày hôm nay, không chỉ cho riêng mình mà Nguyễn Hữu Quyết mong muốn tích lũy những kinh nghiệm quý giá ấy từ những bài học của bản thân mình để nuôi dưỡng ước mơ mà Học viện Gôn, mang những điều quý giá đó dành tặng cho thế hệ trẻ, kế tiếp cho tương lai. Nguyễn Hữu Quyết, chiến binh tí hon của làng gôn Việt. Nguyễn Hữu Quyết, tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.